sao yếu vậy, sao tao gặp 4G thấy không thấy lên sóng vậy, xin chào cả nhà. Sao cuộc 4G nó thấy sóng nhảy vậy, nó có bị gì không? Ơi chào con Cát Thường, lâu lắm mới gặp con nha. Thì đây này, nhưng mà tao thấy cái mạng nó hơi yếu. Chào con, chào con. Trời ơi, lâu lắm mới gặp con nha. Đâu mất tiêu, mất tích, không có theo dõi cô nữa. Chào Vân Anh Độ. Hình như bữa hổm nhớ là mới mua mua đồ gì của Tường hay là mới có được nhận quà của Tường đúng không? Mọi người ơi, mọi người ăn cơm chưa? Tường mới vừa quay bạn muốn hẹn hò về tới tức thì. Hôm nay quay 2 ngày liên tục chương trình bạn muốn hẹn hò rồi. À hồi trưa nó đăng hình mà cũng quên. Quay liên tục luôn một ngày vậy là mai mốt cho 10 cặp nên không có thời gian để mà chụp hình đăng Facebook luôn á cả nhà. Cảm ơn con nha, chào Thắm Lê. Đúng rồi, đúng rồi. Ồ đang ăn á hả? Rồi Tường vừa về tới thì cũng kịp ăn luôn 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 một miếng mì udon xong lên chia sẻ liền. Thích ăn mì udon của Nhật. Mỗi lần đi du lịch đó là mua đem về ăn. Thích đắp mặt nạ của Hàn Quốc. Thích đi du lịch Úc thăm con. Thích ăn đồ ăn của Nhật. Đó. Cảm ơn Ngọc Khánh nha. Rồi chào Trần Quỳnh. Mọi người ơi xem livestream của Cát Tường nha. Hôm nay cũng có nhiều phần quà tặng cho cả nhà luôn à. Hôm nay đi làm về là tranh thủ vô live liền. Chút xíu nữa mọi người share livestream đi rồi tôi chia sẻ. Hôm nay cũng quay bạn muốn hẹn hò nhiều cái cũng hay lắm. À đây, ngày hôm nay mọi người share livestream một Cát Tường thì nhận những cái phần quà dễ thương của bên Cát Tường như thế này. Mỗi phần quà là trong đó là nó có những cái túi kem dưỡng trắng da của Hàn Quốc ha, để mình đắp dưỡng da, lên da mặt của mình, cung cấp cái độ ẩm cho làn da và làm cái làn da mình trắng hồng tự nhiên. Mọi người thấy Tường trang điểm là từ sáng tới giờ luôn á, mà mặt vẫn còn nguyên á. Mà Tường cứ nói bữa nào Tường chia sẻ cách trang điểm hoài mà không có thời gian luôn. Với lại thật ra không có thời gian là ở nhà nhưng mà cũng hơi lười á, làm biếng dù có show đi đâu mới trang điểm, tự nhiên ngồi cơ công mà trang điểm nó hơi buồn. Ủa nó nghe nè, bạn nào tự nhiên thả phẫn nộ với tôi vậy, tôi có làm gì đâu phải thả phẫn nộ tôi vậy, tôi nó chia sẻ livestream để nhận quà thôi mà. Mọi người share livestream một cái tường về Facebook cá nhân nha, rồi share vào nhiều cái nhóm bạn bè của mình, xong chụp cái màn hình rồi gửi Messenger, gửi inbox cho Cát Tường nha, rồi trang fanpage MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường. Thì một lát nữa nhân viên của Tường sẽ check những bạn nào mà share livestream nhiều nhất á, bật ở chế độ công khai thì nhận quà của Cát Tường. Đây là hàng Tường xách tay từ bên Hàn Quốc về nha, cuối tháng 12 này có thể Tường sẽ đi Hàn Quốc nữa đó để lấy hàng về để mà tặng cho cả nhà mình, để bán cho cả nhà mình luôn ha. Hàng bên Tường là đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, mọi người mua mọi người yên tâm sử dụng, không có bị những cái tác dụng phụ sau này cho mình, cho nên mình yên tâm lắm. Đây mỗi phần quà trị giá là 200.000, trong đây là những cái tiếp kem dưỡng trắng da Hàn Quốc làm trắng da, làm hồng tự da của mình một cách tự nhiên nha. Rồi cảm ơn Lành Việt. Đó thì ngày hôm nay Tường cũng tiếp tục chia sẻ cái chương trình khuyến mãi cũng của các Tường kéo dài từ bữa đến giờ, cũng là mua một combo tặng một combo. Và ngày hôm nay cũng như cái những cái livestream của lần trước là nó sẽ có 2 combo để cho quý khách chọn, mua một combo dưỡng da chống lão hóa làm trắng làn da của mình lên ha, tặng một combo trắng da, hoặc là mua một combo trắng da thì tặng một cây son của Hàn Quốc cực kỳ đẹp. À, rồi bây giờ Tường sẽ chia sẻ rõ hơn, nhưng mà trước khi mà Tường vô chia sẻ thì Tường cũng muốn rất là nhiều người theo xem cái trang 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 câu trang livestream của Cát Tường, nên mọi người ơi mọi người nhấn theo dõi cái trang fanpage MC Nguyễn Minh Trí Cát Tường này nha. Mình like trang á, mình theo dõi trang, bật chế độ ưu tiên để mỗi lần mà Cát Tường có like á thì bà con có thể theo dõi kịp, rồi mình vô mình săn quà nhận quà của bên Cát Tường xài thích lắm nha cả nhà. Tường không ở trang này không có bán câu gừng nha em ơi. Ngọc Khánh ơi, Tường không có bán câu gừng, Tường chỉ có bán mỹ phẩm Hàn Quốc trên trang này thôi nha Ngọc Khánh. Rồi ok, cảm ơn Tường Vi. Rồi mọi người nếu mà đã share rồi thì cứ chụp màn hình gửi inbox cho các Tường nha. Chụp màn hình gửi vào inbox thì nhân viên của Tường đang ngồi đây để hỗ trợ các Tường. Mình sẽ một chút xíu nữa, khoảng 5 phút nữa Tường sẽ đọc tên 5 bạn đầu tiên nhận quà để cho chương trình của mình nó nóng lên ha. Và bây giờ thì trong thời gian mọi người đang share livestream á thì Tường sẽ chia sẻ về 2 cái combo ngày hôm nay cho cả nhà mình. Combo đầu tiên là combo làm trắng da và chống lão hóa, nó bao gồm một cái serum. Đây là cái serum Galactomycin 95% Spagyl Sand, chắc
nó cũng không còn lạ lùng gì với cả nhà mình nữa. Vì 4 tháng, 5 tháng nay tôi đã bán ra rất là nhiều sản phẩm trên thị trường rồi, mọi người sử dụng và ai cũng rất là thích và bắt đầu quay trở lại phải mua lại sản phẩm của các tường nữa. Cho nên mọi người yên tâm nha. Ok, làm việc, cảm ơn nghe. Rồi, đây, Galax Composite, cái này là một cái gọi là cái serum. Nó là cái tinh chất để nó cung cấp cái độ ẩm cho cái làn da của mình. Nó cung cấp vitamin cho làn da của mình, nó làm trắng, làm nâng tông cái làn da của mình lên. Nó là một cái chất dẫn để thẩm thấu cái kem dưỡng, nó thẩm thấu sâu hơn vào cái làn da của mình. Thì cái tinh chất Galax Composite này giá là 990.000. Và cái đi kèm với nó là một cái combo như thế này. Đây là kem dưỡng chống lão hóa nha, Benjamin Button. Cái kem dưỡng này trị giá là 1,5 triệu. Tường nói sơ thôi một chút xíu, sau khi Tường tặng quà cho mọi người xem livestream rồi Tường sẽ nói chi tiết hơn về công dụng của từng bộ sản phẩm ngày hôm nay ha. Thì cái Benjamin Button này công dụng là làm trẻ hóa làn da, kéo dài cái tuổi thanh xuân, giúp cho làn da của mình trẻ trung lại như tuổi 20. Nó cung cấp cái dưỡng chất, vitamin, rồi cái collagen cho là cái làn da của mình. Nó xóa mờ những cái vết nhăn ở đuôi mắt, những cái rãnh râu rồng, những cái vết nhăn lên trán, nó làm mờ những cái vết đốm nâu trên da mặt của mình, làm cho làn da của mình săn chắc và nhìn nó trẻ lại giống như tuổi đôi mươi. Thì đó là công dụng của cái bộ sản phẩm dưỡng trắng và chống lão hóa Benjamin Button kết hợp với Galax Composite. Bộ sản phẩm này là 2,410,000, 990 với 1,5 triệu là 2,490,000 nha. 990.000, 1,5 triệu, 2,490,000. Cái combo này 2,490,000. Và khi mua cái combo này ngày hôm nay được nhận liền, được tặng ngay một cái bộ combo làm trắng da. Cái combo làm trắng da này bên Cát Tường bán đắt như tôm tươi luôn ha. Em dâu của Tường ở bên Úc cũng rất là thích xài cái kem dưỡng trắng da 2-in-1 White Mask Perfection và 2-in-1 White Body Perfection này. Giá của nó là cái dưỡng body á là 630.000, cái dưỡng trắng da là 490.000. Thì combo này là 1,120,000. Combo trắng da của Cát Tường là 1,120,000. Mua một cái combo 2,490,000 tặng ngay một cái combo 1,120,000. Rất là lợi ha. Mua một combo tặng một combo như vậy thì mình có thể mua cái này để cho mình tặng mẹ mình ha, tặng chị em, tặng chị của mình. Còn cái này mình có thể sử dụng, hoặc là những bạn trai cũng có thể mua cái cặp combo này, một cái tặng cho mẹ, một cái tặng cho bạn gái của mình, rất là tuyệt vời luôn. Rồi, cảm ơn mấy anh chị rất là nhiều. Rồi bây giờ thì mọi người ơi, tiếp tục share livestream của Cát Tường về Facebook cá nhân để nhận quà nha. Bây giờ Tường chuẩn bị đọc tên 5 bạn nhận quà đầu tiên của Cát Tường ngày hôm nay. Mỗi phần quà là một cái túi quà rất là dễ thương, nó gồm có những cái tiếp kem dưỡng trắng da làm hồng làn da của mình một cách tự nhiên từ Hàn Quốc, làm nâng da trắng một cách tự nhiên chứ không phải là trắng ảo nha bà con. Và tất cả những sản phẩm của Cát Tường, sản phẩm bán hay sản phẩm tặng đều là hàng Tường xách tay từ bên Hàn Quốc về, xuất xứ nguồn gốc rõ ràng. Hiện nay á có rất là nhiều trang bán hàng ha, họ cũng giả mạo thông tin để bán hàng, họ cắt thông tin của nghệ sĩ để bán hàng, cho nên nhiều người bán hàng chân chính như vậy cũng rất là lo lắng. Nhưng mà vẫn hy vọng là những khách hàng của mình là những khách hàng thông minh, biết lựa chọn đúng chỗ đúng nơi để mua, để đảm bảo cho mình khi mình sử dụng. Mọi người nhớ lưu ý đúng trang fanpage của Cát Tường ha, MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường, và số hotline của trang này là 0985382424. Mọi người liên hệ trực tiếp trang hoặc trực tiếp số hotline thì mình không có phải lo lắng là mua trúng hàng dởm, hàng nhái nha bà con. Và mẫu mã của bên Cát Tường cũng rất là đẹp. Khi mà mình nhận hàng của bên Cát Tường thì mọi người lưu ý ha, chai mát thì sản phẩm thì Tường có bột nơ rất là xinh đẹp, và bên trong thì mọi người phải kiểm tra là tem đồ còn nguyên vẹn, không có bị xúc xổ ha. Hộp rồi cũng rất là đẹp, có chữ City Cosmetics ha, mọi người thấy không? City Cosmetics là tên của công ty của bên Cát Tường. Thì mọi người yên tâm khi mình nhận sản phẩm như thế như vậy, để mình biết rằng là mình mua đúng nguồn gốc xuất xứ, đúng nơi đúng chỗ, mình yên tâm mình sử dụng. Bà con ơi, tiếp tục share livestream của Cát Tường nha. Mình mua combo chống lão hóa mà không lấy dưỡng trắng da, đổi sang sản phẩm khác được không bạn? Bạn ơi, vậy bạn để số điện thoại lại cho mình để nhân viên Tường tư vấn cho bạn xem là mình có nhu cầu sử dụng cái sản phẩm nào ha, để mình tư vấn cho bạn nha. Cảm ơn nhiều. Cứ để là số điện thoại luôn, nhân viên của Tường mình sẽ gọi điện liên lạc và chốt mình trong cái livestream này luôn, để nhận được những cái chương trình khuyến mãi đặc biệt của bên Cát Tường nha. Bây giờ bà con tiếp tục share livestream về Facebook cá nhân nha, share vào nhiều nhóm bạn để nhận quà, đừng bỏ lỡ những cơ hội, bởi vì những phần quà của bên Cát Tường cũng rất là hấp dẫn luôn nha bà con ơi. Ok, hello Trần Uyên, Ân Uyên, Trần Ân Uyên.
À, cảm ơn Hương Nguyễn cô hả? Cô bây giờ cũng lớn tuổi rồi con ơi. Nói chung là cô cũng tùy bữa hà, có bữa cô cũng thay đổi lắm. Có hôm thì trẻ trung tin tin, đang tính cắt tóc ngắn ngắn cho tin tin mà thấy mấy 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 bạn tin tin cản quá nên cô đang còn suy nghĩ đây. Rồi hôm nay thì cô hơi mệnh phụ phu nhân chút xíu, quý bà chút xíu, tại hôm nay cô mới đi quay chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò về, cho nên là vừa về xong tới là mình lên livestream liền luôn đó. Ok, cảm ơn Thập Tuyền Tuyền nha. À, chào Quỳnh Mai, à, chào Đăng Lê. À, có Thu Nguyễn ơi, cái sản phẩm Tường đang chia sẻ ha là dành cho tuổi 30 nha Thu Nguyễn, đó là kem dưỡng trắng và chống lão hóa cho làn da của mình. Phụ nữ của mình khi mà từ tuổi 25 đến 30, 30 trở lên là da của mình đã bắt đầu nó chậm, nó kém rồi, à, và nó không có tự tái tạo collagen nhiều như ngày trước để bảo vệ cái làn da của mình nữa. Cho nên mình phải hỗ trợ bằng cách cung cấp cái chất dinh dưỡng cho da mặt bằng cách là mình phải xài dưỡng da, mình xài kem đều đặn. Thì cái bộ sản phẩm ngày hôm nay mà Tường giới thiệu đó Thu Nguyễn là dành cho tuổi 30 đổ lên. Đây là cái combo dưỡng trắng và chống lão hóa quan trọng ha. Cái serum này nó dưỡng trắng, nó cung cấp cái độ ẩm, nó cung cấp cái những cái chất dinh dưỡng vitamin cho làn da của mình, và nó là cái chất dẫn để cho cái kem dưỡng Benzamin Button này nó thẩm thấu vào da của mình nhanh hơn. Nó cung cấp collagen để tái tạo cái làn da, tạo một cái làn da mới, nó ngăn chặn cái quá trình lão hóa của làn da mình, nó xóa mờ những cái vết đốm nâu trên da mặt, kéo mờ, xóa mờ những cái vết nhăn ở đuôi mắt nè, ở cái vết nhăn trên trán nè, những vết nhăn nơi hai khóe miệng gọi là cái râu rồng. Như vậy nó kéo lại cái tuổi thanh xuân cho làn da của mình. Thì mua cái combo này ngay ngày hôm nay đó là 2.490.000 là được tặng ngay luôn một cái combo làm trắng da, mình có thể mua rồi sử dụng mình tặng cho người thân của mình nữa. Cái combo dưỡng trắng da này gồm có một cái kem dưỡng trắng da mặt, một cái kem dưỡng trắng da toàn thân, trị giá là 1.120.000 nha. Mình được tặng miễn phí cái combo này ngày hôm nay. À, cảm ơn Trân Trân. À, rồi Tường Vi thấy số điện thoại của mình rồi, nhân viên Tường sẽ gọi chốt đơn hàng cho mình nha. À, cảm ơn. À, Tường mới vừa chia sẻ giá đó nha Phạm ơi. À vậy hả, em đăng ký vào trang fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò nha Thế Lực. Rồi em xài được không, anh xài được không? Dạ anh mua cho vợ anh xài được á anh Hùng Thiện ơi. Rồi đó là cái combo đầu tiên ha. Còn cái sự lựa chọn thứ hai của mình á, mua một combo dưỡng trắng da. Nếu mà mình tuổi trẻ mình không có muốn mua cái combo trẻ hóa, cái lão hóa chống hà lão hóa da, thì mình mua cái combo dưỡng trắng da ngày hôm nay sẽ được Tường tặng ngay một cây son của Hàn Quốc trị giá là 290.000. Nó có 5 tông màu để mọi người chọn luôn, và trên môi của các Tường đang đánh đây một cái màu đỏ ha, một cái màu đỏ rất là dễ thương luôn, và màu này nó bám cũng rất là chặt, màu nó cũng rất là mướt, rất là mịn trên cái môi của các Tường đây ha. Đây là cái màu đỏ gọi là cổ điển, nó rất là đẹp, nó không bao giờ bị lỗi thời ha. Còn có nhiều cái gam màu khác, khi mà mình lựa chọn mình có thể nhắn với nhân viên các Tường muốn cái màu nào thì nhân viên của Tường sẽ ship cho mình đúng cái quà mà mình mong muốn nha. À, rồi bà con ơi, Tường nhắc lại ha, một combo chống lão hóa tặng một cái combo dưỡng trắng da, hoặc là một cái combo dưỡng trắng da tặng một cây son Hàn Quốc. Và bây giờ thì Tường sẽ xin phép đọc tên 5 người bạn đầu tiên đã share livestream của các Tường nhiều nhất để nhận quà của các Tường. Mỗi phần quà trị giá là 200.000 đồng, bao gồm những cái một cái túi quà rất dễ thương, trong đó là những tiết kem dưỡng trắng da làm hồng làn da mình một cách tự nhiên của Hàn Quốc. Và mọi người tiếp tục share livestream của các Tường nha, bởi vì suốt cái livestream của các Tường còn có rất nhiều phần quà tặng cho cả nhà mình luôn. Còn quý khách nào mua hàng để lại số điện thoại ở bên dưới, nhân viên của Tường sẽ điện thoại và chốt đơn hàng của mình liền. Mình chỉ cần là đặt hàng theo cú pháp là để lại số điện thoại và cái combo mà mình muốn mua là combo chống lão hóa hay là combo làm trắng da nha bà con. Rồi cảm ơn Ánh Ngọc, Tường thấy rồi nha. Bây giờ Tường sẽ đọc tên 5 bạn đầu tiên nhận quà của các Tường. Người đầu tiên là Nguyễn Thúy, Nguyễn Thúy nha. À, Tường đọc tên ai thì người đó hãy vui lòng inbox cho các Tường địa chỉ và số điện thoại để nhân viên của Tường chốt là mình đã nhận quà, được trúng quà của Tường nha. Người thứ hai là Hồng Nhi Cao, Hồng Nhi Cao. Người thứ ba là Xuân Trâm Trần, Xuân Trâm Trần. Người thứ tư là Xuân Hoàng, Xuân Hoàng. Người thứ năm là Vân Anh Độ nữa hả? Vân Anh Độ ơi, bữa nay trúng quà nữa rồi nè, thấy không? Tại vì hồi nãy giờ Tường vừa mới livestream tức thì vừa mới mở lên thì bạn Vân Anh Độ là bạn vào đầu tiên luôn. Thì những người mà mình bật cái mình theo dõi cái trang fanpage của Tường á, bật chế độ công khai, rồi mình bật cái chế độ theo dõi, thì mỗi khi mà Tường livestream cái là mình phát hiện được liền, mình được báo ngay, mình vô mình chỉ cần mình vô mình share livestream đầu tiên là cái cơ hội mình nhận quà rất là cao luôn đó. Thì bật nè, bật cái chế độ công khai lên trang của mình, thấy các Tường
Tường đang livestream trên nhà của mình. Như vậy là hợp lệ không? Những bạn nào cho cái livestream của Tường lên Facebook của mình, bật chế độ công khai để cho nhiều người biết đến cái trang Nguyễn Trí Cát Tường của mình á, là Tường là cơ hội nhận quà rất là cao. Ở đây có rất là nhiều bạn nhận quà của Cát Tường mấy lần luôn rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn theo dõi trang fanpage của Tường ha. Cảm ơn rất nhiều rồi. Cảm ơn Hồng Nhi Ca, mình cũng nhận quà luôn ha. Inbox cho Tường địa chỉ và số điện thoại đúng vào trang fanpage này nha. À, vào trang fanpage MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường này mà Tường đang like đây nè, mình inbox vào đúng cái trang này thì nhân viên của Tường sẽ chốt đơn hàng. À, cẩn thận nhiều khi inbox lộn trang á, rồi không nhận quà chậm trễ rồi thừa Tường, tại Tường có hai trang, đây là trang fanpage còn một trang là trang Facebook cá nhân, thì khi mà Tường like trên trang nào thì bà con inbox vào trang đó nha, tại vì Tường đang trực tiếp ở đây mà mọi người nhắn vào cái Facebook cá nhân thì Tường đâu có kiểm tra được đâu mà nhận quà mà chốt đơn hàng cho mình nha. Rồi quý khách nào mua hàng để là số điện thoại, nhân viên của Tường sẽ chốt đơn hàng cho mình ngay trong livestream này luôn để nhận những cái chương trình khuyến mãi đặc biệt của bên Cát Tường nha. Ok, Hồng Nhi Cao được nhận quà 3 lần rồi ha, vui quá. Rồi cảm ơn nha, góc nhỏ trong em Tường thấy rồi nha, combo chống lão hóa, nhân viên Tường sẽ chốt đơn hàng liền. Không có gì, Xuân Hoàng ơi, chia sẻ livestream của Cát Tường thì cơ hội nhận quà rất là cao. Chia sẻ livestream về Facebook cá nhân, chia sẻ vào nhiều nhóm bạn, rồi chụp cái màn hình lại gửi inbox cho Cát Tường thôi. Gửi inbox đúng vào trang MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường thì sẽ được nhận quà của mình. Rồi bây giờ Tường xin chia sẻ cụ thể hơn về công dụng và cách sử dụng của hai cái combo ngày hôm nay Tường muốn gửi đến cả nhà mình nha. Đầu tiên Tường nhắc lại đó là cái combo dưỡng trắng và chống lão hóa. Đây mẫu mã của nó là như thế này ha, mọi người thấy đây là hai cái hộp, đây là cái hộp serum galactomycin ha, đây là cái hộp kem Benjamin Button, thì khi mình nhận quà cái mẫu mã nó sẽ như thế này và nó nằm trong cái chiếc hộp xinh xinh như thế này nha, để mình biết hàng đúng nguyên đai nguyên kiện nha, hàng sách tay từ bên Hàn Quốc về và mẫu mã của bên Cát Tường là như thế này để mọi người biết khi mình nhận hàng mình kiểm tra cho nó dễ. Nếu mình thấy có dấu hiệu gì khả nghi, vui lòng liên hệ liền số hotline 0985382424 để mình an tâm mình nhận hàng sản phẩm của bên Cát Tường để mình sử dụng. Thì đây, cái sản phẩm này là sản phẩm dưỡng trắng và chống lão hóa cho làn da của mình, phù hợp với chị em phụ nữ tuổi từ 30 trở lên. Đây là cái hộp mẫu mã bên ngoài. Rồi còn đây là cái mẫu mã ở bên trong. Bên trong nó như thế này nha, thì Tường hướng dẫn cho mình cách mình sử dụng luôn. Mọi người nào mua hàng thì có để lại cái mọi người mua hàng thì để lại liền cho Tường cái số điện thoại, nhân viên của Tường sẽ chốt đơn hàng cho mình luôn nha. Phương Đào ơi, chị Tường không có bán khâu gừng nha em nha. Cô đang chia sẻ nè Ngân, đợi cô chút xíu ha. Cô sẽ chia sẻ cái combo dưỡng trắng chống lão hóa này xong rồi cô sẽ chia sẻ tới cái combo trắng da nha. Đợi cô chút xíu. Đối với cái serum này á, cái serum Galactomycin này, cái công dụng của nó là cung cấp cái độ ẩm, vitamin cho làn da của mình. Nó giúp cho cái kem dưỡng sẽ thẩm thấu vào lâu hơn, dễ hơn vào trong cái làn da của mình ha. Thì cái dạng nó là cái ống, bóp cái ống như thế này đây, mình sử dụng. Đối với các da mặt của mình á, một ngày mình một lần mình chỉ cần sử dụng từ 3 đến 4 giọt thôi là vừa đủ ha. Không cần quá nhiều vì quá nhiều nó cũng hao phí. Một cái bộ như thế này á, mặc dù là mình thấy là giá nó cũng là tương đối cao, 2.490.000 nhưng mình sử dụng được từ 5 đến 6 tháng. Như vậy nếu mình chia nhỏ ra một tháng chưa tới 500.000 không hề cao, mà nó làm trẻ hóa cái làn da của mình, nó kéo dài cái tuổi thanh xuân của mình, nó phục hồi cái làn da đã bị lão hóa của mình, thì cái giá này Tường thấy là không có vấn đề gì, rất là hợp lý, phù hợp với túi tiền của mọi người luôn. Trần ơi, để lại số điện thoại nhân viên Tường sẽ tư vấn nha. Cứ để lại số điện thoại nhân viên của Tường sẽ tư vấn hết cho cả nhà mình luôn ha. Cảm ơn Nguyễn Trường. Ok, cảm ơn Dung Nguyễn Thị. Nếu mà dùng sản phẩm của Tường ok thì giới thiệu cho nhiều người dùng cho Tường nha. Tường cảm ơn nhiều. Ok. Rồi, một ngày vậy đó, mình sử dụng 2 lần, buổi sáng và buổi tối nha cả nhà. Sau khi mình rửa mặt thật là sạch với sữa rửa mặt xong rồi, mình lau khô bằng khăn lông mềm mịn, mình sử dụng một ít cái nước hoa hồng làm săn chắc da và xe khít cái lỗ chân lông. Sau đó mình bắt đầu sử dụng trực tiếp cái serum Galactomycin này lên da mặt của mình. Mình chế lên trán nè, mũi, hai bên gò má và cằm. Sau đó chúng ta sẽ thoa đều cho cái serum này nó thẩm thấu vào làn da ha. Mình vỗ nhẹ, ta thấy cái tay của Tường không? Đây, mình vỗ nhẹ lên mặt của mình như thế này từ 1 đến 2 phút cho cái serum này nó thẩm thấu đều vào làn da của mình. Nó cung cấp cái vitamin, cái độ ẩm cho làn da của mình và nó đảm bảo rằng nó đã đều trên da mặt để nó hấp thu cái chất dinh dưỡng cái trong cái kem dưỡng Benjamin này thật tốt. Rồi sau khi cái kem cái Galactomycin này đã thẩm thấu vào làn da của mình rồi, chúng ta bắt đầu sử dụng đến bước kem dưỡng. Cái kem dưỡng Benjamin Button này nó có một cái màu trắng và một cái mùi thơm dịu nhẹ như thế này để bà con chúng ta xem mà chúng ta biết sử dụng ha. Và mỗi lần chúng ta sử dụng, chúng ta cũng lấy một cái lượng vừa đủ bằng một cái kiểu như là đầu
cái hạt đậu thôi, bằng một cái đầu đũa của mình như thế này thôi ha. Chúng ta cũng sẽ thoa kem chín lên 5 điểm trên gương mặt, trán, mũi, hai bên gò má và cằm, thoa đều ha, thoa theo chiều từ dưới lên và từ trong ra ngoài như thế này ha. Mình đừng có thoa ngược như vậy, da mình nó bị chảy xệ thì nó không thể nào làm căng làn da và trẻ hóa làn da được. Mọi người lưu ý giùm Tường ha, luôn luôn thoa kem theo chiều từ dưới lên nè và từ trong ra ngoài ha, tránh trường hợp là mình thoa như vậy nó sẽ chảy, nó xệ cái làn da của mình. Cảm ơn Nguyễn Khôi nha, rồi Tường cũng phải huấn luyện nhân viên chứ, để trả lời để vừa ý khách hàng mới bán được hàng chứ, bây giờ buôn bán khó khăn lắm. Rồi ok, chào Nam Nguyễn đó. Và cái kem Benjamin Button này nó thẩm thấu rất, nó rất thẩm thấu rất là nhanh vào trong làn da của mình, nó không cũng không gây vết dính cho mình để làm mình khó chịu, và công dụng của nó sẽ làm mờ bớt những cái vết, những cái da mà không có điều màu trên da mặt của mình ha, những vết sạm, vết nâu, đốm nâu trên da mặt của mình nó cũng được mờ dần theo thời gian, và quan trọng là nó sẽ xóa mờ những cái vết nhăn bọng mắt nè, rồi những cái vết râu rồng nè, những cái vết nhăn trên trán, nó cải thiện cái làn da của mình. Nhưng mọi người phải lưu ý ha, xài kem là mình phải có thời gian. Mọi người hỏi Tường là xài bao lâu thì da mới là trẻ hóa lại, thì chúng ta ít nhất phải xài 1-2 tháng, và thực sự khi mà để đạt được như ý muốn thì chúng ta phải xài hết một cái combo, một cái liệu trình, một cái liệu trình như thế này mình xài được 4-5 tháng, 5-6 tháng lẫn, tùy mình sử dụng đều đặn một ngày 2 lần cho các Tường. Và mọi người lưu ý ban ngày thì phải sử dụng thêm kem chống nắng bên ngoài, thì để cho cái da mặt của mình nó tránh ánh nắng trực tiếp của mặt trời thì nó mới có thể bảo vệ được cái làn da và chống lão hóa cho làn da của mình nha. Cảm ơn Phan Thảo Vi, Tường thấy số điện thoại của mình rồi nha, nhân viên của Tường sẽ liên hệ để mà chốt đơn hàng cho mình. Mọi người ơi, tiếp tục share livestream của các Tường về Facebook cá nhân nha, share vào nhiều nhóm bạn để nhận hàng, nhận quà của bên các Tường, mỗi phần quà trị giá 200.000, đó là những cái tiếp kem dưỡng trắng da rất là tốt, rất là đẹp da, làm trắng da hồng một cách tự nhiên của Hàn Quốc nha. Còn quý khách nào mà đặt hàng, mua hàng ngay trong livestream này để nhận sự ưu đãi, mua một combo tặng một combo, thì hãy để lại ngay số điện thoại và ghi cái combo mình muốn mua. Và vừa rồi là Tường vừa chia sẻ cái combo dưỡng trắng da chống lão hóa. Tường nhắc lại, dù bất kỳ cái sản phẩm nào mình sử dụng thì mình vẫn luôn nhớ giùm Tường hai bước rất quan trọng, đó là cái bước đầu tiên là làm sạch da và bước thứ hai là bước chống nắng nha. Mình làm sạch da, ok, cảm ơn Nguyễn Khôi. Mình làm, dạ Đạo Trần ơi, vậy thì chị cho Tường xin cái số điện thoại ha, rồi nhân viên của Tường sẽ chốt đơn hàng cho mình trong cái livestream này luôn để được nhận những cái ưu đãi của bên các Tường nha. Khi mà mình sử dụng bất kỳ một cái sản phẩm nào trên da mặt của mình thì mình phải luôn luôn nhớ giùm Tường hai bước cực kỳ quan trọng, đó là cái bước làm sạch da trước khi mình thoa kem dưỡng, và sau khi mình thoa kem dưỡng rồi, nếu là ban ngày thì đừng bao giờ quên cái bước là chống nắng. Thậm chí ban ngày ra đường mình phải che đậy thật là kỹ gương mặt của mình, thì như vậy da mặt của mình nó mới được bảo vệ tốt. Chứ bây giờ mình dưỡng bao nhiêu nhưng mà cái ánh nắng trực tiếp, cái tia tử ngoại trực tiếp nó đánh vào da mặt của mình thì sẽ làm sạm da, nám da và làm mất cái mất nước, làm cho cái làn da của mình nó sẽ xấu xí sần sùi ngay thôi. Thanh Hải Nguyễn ơi, cái liệu trình này của Tường vừa mới chia sẻ là cái làm trắng và chống lão hóa là trị giá 2.490.000, nó bao gồm một cái serum dưỡng trắng và cung cấp cái vitamin là 990.000, một cái kem dưỡng chống lão hóa trị giá là 1.500.000, thì cái combo này ngày hôm nay là 2.490.000, nhưng ngày hôm nay mình để lại số điện thoại ngay trong cái livestream này để mua hàng ha, thì mình được tặng ngay, mua một cái combo 2.490.000 này mình được tặng ngay một cái combo dưỡng trắng da. Đây, cái mẫu mã của bên Cát Tường là như thế này, combo dưỡng trắng da, đây là cái kem dưỡng trắng da mặt và đây là cái kem dưỡng trắng da body ha, kem dưỡng trắng da mặt 2-in-1 White Face Perfection và cái kem dưỡng trắng da body 2-in-1 White Body Perfection. Thì bây giờ Tường sẽ hướng dẫn luôn cách sử dụng này. Cứ để lại số điện thoại cho, nhắn tin inbox cho Tường địa chỉ và số điện thoại, nhân viên của Tường sẽ chốt đơn hàng cũng như là chốt luôn những cái bạn nào đã được nhận quà của bên các Tường nha. Mọi người cứ yên tâm, da nào cũng sử dụng được tùy theo cái lứa tuổi của mình. Nếu 30 trở lên thì mình nên sử dụng cái bộ sản phẩm chống lão hóa ha, còn nếu mình dưới 30 thì mình sử dụng cái bộ sản phẩm làm trắng da của bên các Tường nha. Nguyễn Khôi ơi, bây giờ Tường không có nhớ được cái thông tin bạn mua gì á, mình để lại số điện thoại giùm cho Tường đi, nhân viên của Tường mình sẽ chốt đơn hàng tư vấn cho mình luôn. Bên Tường là có nhiều chương trình khuyến mãi và ưu đãi cho khách hàng thân quen lắm, mình cứ để lại số điện thoại nha. Cảm ơn Ngọc Ngà, rồi cảm ơn Thắm Nguyễn luôn, Tường thấy luôn rồi, mình mua cái combo trắng da hôm nay sẽ được tặng một cái son Hàn Quốc trị giá 290.000 ha, màu son môi rất đẹp Tường đang đánh trên môi của mình đây. Rồi bây giờ Tường xin ít phút để tư vấn về cái kem dưỡng trắng da của các Tường nha. Mọi người tiếp tục share livestream về Facebook cá nhân để mà nhận quà nha bà con ơi. Rồi ai đặt hàng thì có thể để lại số điện thoại và cái combo mình muốn mua để chốt đơn hàng ngay ngày hôm nay luôn nha. Rồi
cái bộ sản phẩm làm trắng da này á, như Trần là nó trị giá là 1.120.000, nó gồm có cái kem dưỡng trắng da mặt trị giá là 490.000, kem dưỡng trắng da body trị giá là 630.000. Đây là hàng xách tay từ bên Hàn Quốc về, có giấy chứng nhận của FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, nó rất là tốt. Hàng của bên Tường là đảm bảo hàng rõ nguồn gốc xuất xứ để mình yên tâm. Trắng là trắng thật, trắng tự nhiên, và cải thiện làn da của mình, nâng tông làn da của mình từ 1 đến 2 tông sau khi mình sử dụng xong một cái liệu trình, chứ không phải là trắng ảo. Và sau này khi mình ngưng sử dụng kem thì da của mình nó cũng không bị hồi lại như trước. Sản phẩm này rất phù hợp với những người nào có làn da ngâm, muốn cải thiện làn da của mình, muốn sử dụng, muốn lựa chọn một cái bộ sản phẩm làm trắng da mà đảm bảo rõ nguồn gốc xuất xứ thì đúng rồi, đây nó đây ha, làm trắng da mình lên đây. Bây giờ Tường sẽ hướng dẫn cái cách sử dụng kem dưỡng trắng da mặt của Tường. Nó là một cái loại kem nó rất là dễ dàng thẩm thấu vào da mặt, nó không gây bết dính ha. Khi mình sử dụng mình cũng lấy một cái lượng vừa đủ như hạt đậu như thế này thôi, mình cũng chấm kem lên trên mặt của mình và thoa đều. Kem sứt lên mặt mình sẽ cảm thấy là nó sẽ nở trắng sáng liền, tuy nhiên là nó thẩm thấu rất là nhanh nha, nó không bị bết dính trên bề mặt của da. Ví dụ ban ngày ta sử dụng, ta đi ngoài nắng ha, nó không có bị bết dính trên cái lỗ chân lông mà nó chấm 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 vàng vàng trắng trắng trên lông của mình, bởi vì nó thẩm thấu thật sự vào bên trong làn da, chứ nó không phải là nó bám ở ngoài lỗ chân lông, nó không phải tẩy lông để trắng lông như là những cái kem trộn trôi nổi ở ngoài thị trường. Cho nên mình yên tâm, mùi thơm rất là dịu nhẹ, rất là dễ chịu nha. Đúng rồi, hàng chất thì không bao giờ rẻ, mọi người nhìn thấy. Và ban ngày á, có những chị em khi mà chúng ta xài kem trộn á thì nó mất rất là phản cảm. Khi mà ban ngày á chúng ta có trang điểm mà chúng ta đi ngoài nắng á hay đổ mồ hôi á, thì cái giọt kem nó nhiễu á, nó giọt cái giọt mồ hôi mà nó nhiễu kèm theo cái kem của mình, nó nhìn nó rất là kém thẩm mỹ. Trên so sánh sử dụng cái kem bên Tường thì mình yên tâm không bao giờ có cái hiện tượng đó, bởi vì kem nó sẽ thẩm thấu vào da của mình rất là nhanh. Và mọi người thấy cái kem dưỡng trắng da mặt này á, nó còn thay thế được cái lớp kem lót luôn. Mình ban ngày mình thoa kem như thế này xong, mình kem chống nắng lên rồi mình có thể phủ phấn lên luôn, giống như là mình trang điểm, chứ không cần phải đánh kem nền nữa, nhìn cho da mặt của mình nó rất là dày. Thì đó là cái công dụng của cái công dụng của kem dưỡng trắng da mặt của mình. Mọi người ơi, tiếp tục share livestream của Cát Tường về Facebook cá nhân nha, share vào nhiều nhóm bạn để nhận quà. Mỗi phần quà là 200.000, trị giá là 200.000, gồm có những cái tiếp kem dưỡng trắng da làm hồng da một cách tự nhiên của Hàn Quốc, hàng xách tay từ bên Hàn Quốc về nha. Rất sử dụng rất là thích luôn, mọi người cố gắng săn quà bên Cát Tường về sử dụng thử nha. Bây giờ khoảng 10 phút nữa thôi, Tường sẽ đọc tên 10 bạn nhận quà của Cát Tường nữa nha. Ly Mai ơi, mình sử dụng một cái liệu trình 1 đến 2 tháng là mình sẽ cảm thấy da mình cải thiện lên rồi. Tuy nhiên là cái combo này của Tường á, 1.120.000 chúng ta sử dụng được từ 3 đến 4 tháng lận nha. Nãy giờ Tường mới có sử dụng cái kem dưỡng trắng da mặt thôi, bây giờ Tường sẽ dưỡng da body toàn thân cho mọi người xem. Kem dưỡng trắng da toàn thân này xài rất là thích luôn. Và sao? Đây, mũ này xài rồi, mũ này vui rồi. Kem dưỡng trắng da này xài rất là thích luôn. Nó trắng làn da của mình và nó thẩm thấu rất nhanh. Body cũng vậy, nó không có phải là dính lên cái lỗ chân lông gây mất phản ứng, gây phản cảm cho mình nha quý vị. Mọi người xem ha, buổi tối, ban ngày, ban đêm chúng ta sử dụng cái kem dưỡng trắng này lên trên trên người của mình. Nhớ sử dụng luôn ở những cái phần mà da của mình nó bị hơi sạm màu, là cùi chỏ nè, cổ nè, đầu gối nè, nhớ nha. Chứ da mặt mình trắng mà cái da cổ mình không trắng thì nó cũng không đẹp đâu. Kem của bên Tường khi mình thoa lên mình sẽ thấy nó trắng liền và nó thẩm thấu vào làn da rất là nhanh. Nó không bị bết dính lên da, ban ngày mình mặc quần áo nó không bị dính vào quần áo của mình. Ban đêm khi mình ngủ nó cũng không bị bết dính trên mền gối. Và quan trọng, mọi người nhìn sát vào cái lỗ chân lông, nó không hề dính bệt bệt trên cái lỗ chân lông của mình, nhìn mất phản cảm ha, làm mất thẩm mỹ, nó không làm đẹp. Cái làn da lông tai của tôi rất là nhiều ha, tôi thoa xong tôi vuốt cho cái lông tai, mà tưởng tượng cái lông tai tôi nhiều như vậy mà sử dụng mấy cái kem trộn rồi nó bám mấy cái kem trắng 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 lên trên cái lông này thì nó rất là xấu luôn, nó không có đẹp chút nào. Mà mọi người thấy không, thoa một cái nó trắng liền, nó trắng lên liền, và quan trọng là nó thẩm thấu vào làn da của mình liền. Mùi thơm dịu nhẹ làm cho cái làn da mình nó mềm mịn nè, nó mướt cái làn da của mình liền. Và nhìn kỹ nha, nhìn kỹ cái sợi lông của Tường nha, không hề, đây cho thêm một miếng nữa cho mọi người xem luôn, kem thẩm thấu cực kỳ nhanh nè, mọi người nhìn nha, kem thẩm thấu cực kỳ nhanh, nó không bao giờ để lại những cái đốm đốm trắng lên trên cái lên trên là nhớ cái cùi chỏ nha, cùi chỏ này hay đen lắm nè, không bao giờ mà để lại những cái đốm đốm trên cái làn da của mình, trên cái lớp trên cái lông của mình, nó gây mất phản cảm của mình đâu, yên tâm cái điều đó ha. Nhớ sử dụng mấy cái kẻ tay luôn nha, cho nó trắng đều cái tay của mình. Rồi tôi vuốt lông lại cho mọi người xem, lông mình nó hay chạy ngược chạy xuôi lắm tại lông nhiều quá nè, mọi người dòm thật kỹ,
thẩm thấu vào làn da rất nhanh nha. Nè, trên những cái sợi lông không hề để lại ở vết cái lỗ chân lông, nó làm bít tắc cái lỗ chân lông của mình. Khi mình sử dụng cái kem kem trắng dưỡng trắng mà sử dụng mấy cái kem trộn á, hoặc là những cái kem mà nó vàng vàng trắng trắng, nó làm kem mà nó làm bít tắc cái lỗ chân lông của mình á, nó là cái dạng sáp, nó không có thẩm thấu vào da được. Nó như vậy nó rất là nguy hiểm. Thật sự nó chỉ trắng tức thì ở bên, nó tẩy cái lông của mình thôi, nó trắng ở bên ngoài cái lớp da thôi, nó không thẩm thấu cái dưỡng chất vào bên trong, và nó làm bít tắc cái lỗ chân lông. Như vậy lâu ngày nó có thể gây đến tình trạng là dị ứng da hoặc là ung thư da, rất là nguy hiểm. Cho nên mọi người lưu ý ha, tiền nào của nấy, mọi người đừng có ham những cái hàng rẻ, những cái hàng trôi nổi ha. Mình mua hàng đúng nguyên chất, đúng hãng, đúng biết rõ nguồn gốc xuất xứ thì mình sử dụng mình sẽ yên tâm hơn rất là nhiều ha. Mọi người nhìn thấy nha, may là tay tôi lông nhiều, mọi người dễ phát hiện lắm. Nếu mà nó bám trên cái bề mặt lông là mọi người phát hiện liền, mọi người thấy không? Tuy nhiên là hôm nay tường sức nhiều để cho mọi người thấy là nó không có bị bết dính, nhưng mà ban ngày khi mình bình thường khi mình sử dụng thì vừa phải thôi. Và một cái bộ như thế này mình xài được từ 3 đến 4 tháng lận, 1.120.000 hoàn toàn không mắc. Body chị Tường đẹp quá chuẩn hả? Sử dụng bao lâu thì trắng hả? Vâng Anh Đỗ ơi, cái bộ sản phẩm này sử dụng cho Tường hết nguyên combo vậy đi nha. Thật sự mình sử dụng 1 tháng là da mình đã cải thiện rồi, nhưng mình phải xài hết một combo, tại vì thực sự nó trắng từ từ, nó không phải xích lên nó trắng cái ào liền như là những cái kem trộn. Nhưng mà khi nó đã trắng rồi là trắng luôn, nó trắng thật sự chứ nó không bị hồi lại khi mà chúng ta ngưng sử dụng cái sản phẩm. Mọi người ơi, bao nhiêu tiền hả? Cái combo này, kem dưỡng trắng da mặt là 490.000, kem dưỡng trắng da body là 630.000, và cái combo này là 1.120.000. Và ngày hôm nay ai mua combo trắng da của Cát Tường thì Tường tặng ngay một cây son Hàn Quốc trị giá là 290.000. Nó có 5 màu để chúng ta dễ dàng lựa chọn. Và đây là cái màu, đây là màu Tường đang đánh trên môi, đó là màu đỏ ha. Đây là cái màu đỏ, nó không có bị màu đỏ cổ điển và không bao giờ bị lỗi thời, nó không bao giờ bị lỗi mốt. Cho nên mọi người, và nó có rất là nhiều màu khác nữa, màu cam, màu nâu đất, rất là đẹp luôn. Thì mình mua hàng thì mình có thể lựa chọn, mình nói mình muốn lấy cái màu nào thì nhân viên của Tường sẽ ship cái màu đó cho mình. Nhiêu tiền rồi ha, Tường vừa mới chia sẻ rồi, giờ Tường nhắc lại ha. Ngày hôm nay nếu mua một cái combo dưỡng trắng da trị giá 1.120.000 sẽ được tặng ngay một cái son Hàn Quốc trị giá 290.000. Còn nếu như chúng ta mua một cái combo chống lão hóa gồm một cái serum galactomycin, một cái kem benzamin bu thông làm trẻ hóa làn da, ngăn chặn lão hóa và kéo dài tuổi thanh xuân trị giá là 2.490.000 thì được tặng ngay miễn phí bộ kem dưỡng trắng da 1.120.000 này. Quá hấp dẫn đúng không cả nhà? Chương trình chỉ có trong cái livestream này thôi. Mọi người mua hàng hãy để là số điện thoại nha. Để là số điện thoại cho Cát Tường, để là số điện thoại, nhân viên của Tường sẽ chốt đơn hàng cho mình ngay luôn. Cảm ơn Tuyết Mai nha. Một bộ combo dưỡng trắng da chống lão hóa mình có thể mua cho mình xài nếu như mình từ 30 tuổi trở lên. Nếu không mình mua tặng cho mẹ mình, cho chị mình. Một combo dưỡng trắng da mặt và trưởng trắng da toàn thân trị giá 1.120.000. Mua một tặng một, mua một tặng một, đó có hai sự lựa chọn, đó là hai combo của Cát Tường ngày hôm nay. Cảm ơn Tuyết Mai rất là nhiều. Mọi người ơi, share livestream nha. Bây giờ Tường sẽ đọc tên 10 bạn nữa sẽ nhận quà của Cát Tường ngày hôm nay, để cảm ơn mọi người đã luôn luôn ủng hộ cái livestream của Cát Tường và share cho nhiều người cùng xem. Bà con ơi, vẫn tiếp tục share livestream nha, bởi vì vẫn còn rất là nhiều phần quà gửi tặng cho cả nhà mình luôn. Share livestream được nhận quà, có sản phẩm sử dụng thử, nếu thấy tốt tiếp tục theo dõi livestream giới thiệu cho nhiều người cùng biết đến những sản phẩm của bên Cát Tường. Mọi người nhớ đúng trang fanpage MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường, đúng số hotline 0983828424 nha cả nhà ơi. Rồi mọi người ơi, mỗi phần quà ngày hôm nay là một cái túi quà rất dễ thương, trị giá là 200.000, trong đó bao gồm 5 cái túi kem dưỡng trắng da làm hồng làn da của mình một cách tự nhiên của Hàn Quốc ha, rất là hiệu quả luôn, rất là thích luôn mọi người ha. Khi Tường đọc tên ai nhận quà thì mọi người vui lòng inbox cho Tường địa chỉ và số điện thoại để nhân viên của mình chốt liền luôn là mình đã trúng quà ngày hôm nay. Đừng có để mấy ngày sau mình mới báo mình trúng thì sẽ không hợp lệ nha cả nhà. Bởi vậy mọi người hãy theo dõi livestream đến cuối cùng, bởi vì còn rất nhiều phần quà gửi tặng cho cả nhà mình. Quý khách nào mua kem dưỡng da, mua combo của các Tường ngày hôm nay, để lại số điện thoại dùng cho Tường, nhân viên của Tường sẽ tư vấn nha. Mặt em bị nám hả? Ok, em để là số điện thoại nha, nhân viên chị tư vấn cho mình liền. Thanh Bằng Nguyễn ơi, em mua combo gì vậy? Chị thấy số điện thoại rồi, chị nói nhân viên liên hệ với em nha. Cảm ơn em rất là nhiều. Cảm ơn Nguyễn Mon. Bị nám á, em ơi, bị nám nếu da mình 30 trở lên cũng rất là dễ bị nám, vì nó là cũng là một trong những dấu hiệu của lão hóa da. Thì nếu như mình 30 tuổi trở lên mà nám là mới nám nhẹ thôi, có những cái đốm mờ mờ với nâu thôi, thì có thể chúng ta sử dụng cái combo
chống dưỡng trắng và chống lão hóa từ mới chia sẻ ngày hôm nay là 2.490.000. Còn nếu trường hợp mà chúng ta nám mà nám sâu, nám nhiều quá thì bên Tường sẽ tư vấn cho bạn bộ chuyên đặc trị nám của bên các Tường luôn. Hãy để lại số điện thoại cho Tường nha. Mới vừa nói tức thì đó. Chào Hồng Quang. Rồi, cứ để lại số điện thoại. Mình tùy phải tùy cái mức độ cái da mình á, nám là nám tới mức độ nào thì nhân viên của Tường sẽ tư vấn đúng cho cái làn da của mình. Cảm ơn rất là nhiều nha. Rồi, mọi người nếu mà hôm nay ai còn thắc mắc mắc gì về làn da có thể để lại câu hỏi cho Tường. Tường sẽ tư vấn cho mình luôn theo cái loại da của mình phù hợp với những cái sản phẩm nào. Rồi bây giờ Tường xin phép đọc tên 10 bạn nhận quà của các Tường ngày hôm nay nha. Sản phẩm rất là ok nha Chi Chi ơi. Rồi, có danh sách của mấy bạn nhận quà chưa? Phương Ngọc Nguyễn, Phương Ngọc Nguyễn, Phương Ngọc Nguyễn. Share livestream của các Tường về Facebook cá nhân nha. Share vào nhiều nhóm bạn rồi chụp màn hình inbox gửi vào trang fanpage này của các Tường. Nhân viên của Tường sẽ kiểm tra thấy bạn nào mà share nhiều thì mình sẽ được nhận quà. Có nha em, cái chống lão hóa đó là chống nhăn luôn đó em. Mình cứ để lại số điện thoại ha. Nhân viên mình sẽ tư vấn cho mình kỹ hơn. Đợi chút xíu để giải quyết các bạn này cái coi. Minh Ngọc. Em ơi, diễn viên thì có uy tín thì vẫn bán hàng để mình chia sẻ những cái sản phẩm tốt đến cho người sử dụng, có vấn đề gì đâu em. Thứ nhất đây, các Tường bán hàng là hàng Tường xách tay từ bên Hàn Quốc về, ở đây không phải là hàng đa cấp. Nếu em không biết thì em đừng có phát biểu, còn nếu em phát biểu linh tinh chị lóc em ra khỏi trang của chị luôn nha. Ở đây là hàng bán hàng đúng nguồn gốc xuất xứ, đây là hàng xách tay từ Hàn Quốc về. Mình hãy tìm hiểu cho kỹ trước khi phát biểu em nha. Mình không thích thì mình không cần mua, không ai ép. Ở đây có nhiều người vào để mà theo dõi livestream và để nhận quà của các Tường để xài thử rất là tốt. Khách mua người ta hướng giới thiệu nhiều người để quay lại mua. Còn nếu mà em không có cảm thấy không có nhu cầu, không thích nhận quà thì em có thể không vào xem. Còn nếu em vào mà để mục đích phá hoặc là hại uy tín của trang chị thì chị sẽ lock em luôn. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Còn cái chuyện nghệ sĩ mà đi bán hàng là chuyện bình thường, khi nào mà đi lừa lọc đi cướp giật gì của ai á mới là có vấn đề em nha. Rồi chào tạm biệt. Có luôn nha Tuyết Cần ơi, em để là số điện thoại nhân viên của chị tư vấn cho em. Nếu mà mình nám vừa thì mình sử dụng cái bộ sản phẩm là trẻ hóa da của bên các Tường, còn nếu mà mình nám sâu thì bên Tường sẽ có cái bộ sản phẩm chuyên đặc trị nám cho mình luôn. Ok, Mỹ Duyên cũng vậy nha, để là số điện thoại để Tường tư vấn, tại mình phải biết cái tình trạng da với cái độ tuổi của bạn á. Mỹ Duyên, để là số điện thoại đi để tư vấn trực tiếp qua điện thoại thì nó sẽ dễ hơn. Cảm ơn Linh Trần Thi, thấy số điện thoại luôn rồi. Cảm ơn Hoa Nguyễn nha. Dạ, cảm ơn Trương Trương. Rồi, từ từ đọc tiếp cái, tại vì có cái bạn kia mình phải giải thích cho mấy bạn nó hiểu. Tại vì mọi người biết sao không, bây giờ có thật sự nhiều khi không có phải là khách đâu, không có phải là khách vô nói đâu, fan tôi cũng không ai nói vậy hết. Có rất là nhiều đối thủ cạnh tranh, bây giờ họ muốn hạ uy tín lẫn nhau để bán hàng không lành mạnh, họ cắt clip của mình, họ quảng cáo mình không có bán cái đó, họ cứ họ nói là mình có bán, rồi hàng họ làm giả hàng nhái hàng kia, họ canh livestream của tôi nói chuyện bên Facebook cá nhân, họ cũng canh, họ vào họ nói nghệ sĩ mà nói láo này kia là cũng bị tôi dập một tăng rồi, mà tôi không có lóc, tôi vẫn để nguyên cho người ta theo dõi. Rồi bên trang này cũng vậy nữa, người ta làm ăn chân chính mà, nghệ sĩ thì cũng phải bán hàng cho có mắc mớ gì đâu, đúng không? Chính vì mình có uy tín, nhiều người sẽ nghe cái chia sẻ của mình, như vậy thì mình sẽ cùng nhau, cùng các chị em, cùng các phụ nữ làm đẹp, như vậy rất là tốt, đúng không? Có làm cái gì mà khi tôi hiền quá đâu có được, hiền quá bị người ta hiếp, phải vùng lên. Người thứ hai hồi nãy mình đi đọc người thứ một còn không biết số mấy rồi ha. Người thứ hai là Ngô Sen, Ngô Sen. Những bạn nào nhận quà của bên các Tường để là số điện thoại nha, để là số điện thoại và địa chỉ, nhân viên của chị sẽ chốt đơn hàng cho chốt cái quà tặng cho mình luôn. Người thứ ba là Trịnh Bùi Thi, Trịnh Bùi Thi. Người thứ tư là Đỗ Thị Nhữ Học, Đỗ Thị Nhữ Học. Người thứ năm là Nguyễn Nhung, Nguyễn Nhung. Vô săn quà tiếp phải như ý, đúng rồi, có rất là nhiều người sử dụng Tường hàng ngày. Tường đều nhận được tất những cái review của khách hàng, Tường rất là vui, mà thật sự Tường bận quá, Tường không có thời gian để up những cái lời khen của khách lên. Tường cũng không phải người nổ, mọi người cứ theo dõi trang của Tường, mua hàng sử dụng tốt tiếng lành sẽ đồn xa, mình cũng cần phải nói nhiều. Còn ở đây đừng có nói vô đây vô trang của tôi mà nói gì đó mà mất uy tín hay nói láo nói xạo, không hề có đi cưng nha, lượng đi cho nó sạch đất. Nguyễn Nhung đọc rồi đúng không? Giờ tôi phải hung dữ lên mới được. Hoàng Vân, Hoàng Vân, Hoàng Vân. Khả Mây, Khả Mây. Thấy Trang Nguyễn ơi, hôm nay Tường bán kem dưỡng da nha chị quá khứ buồn ơi. Người kế tiếp là Nguyễn Thị Ngoan, Nguyễn Thị Ngoan.
Rồi hết rồi, đó là 10 bạn đã nhận quà của Cát Tường ở đợt này. Rồi bây giờ mọi người vẫn tiếp tục share livestream của Cát Tường về Facebook cá nhân nha. Một lát nữa sẽ còn 10 phần quà nữa tặng cho cả nhà nữa. Mỗi phần quà trị giá 200.000, đó là những cái tip kem dưỡng trắng da làm hồng làn da của mình. Hàng từ xách tay từ Hàn Quốc rất là hiệu quả luôn. Mọi người chỉ cần share livestream, không cần mua hàng, chỉ cần nghe livestream của Cát Tường, nghe Tường tư vấn về làm đẹp thôi. Share livestream của Cát Tường về Facebook cá nhân, share vào nhiều nhóm bạn, chụp cái màn hình gửi inbox cho Cát Tường là có cơ hội nhận quà rất là cao. Ở đây có rất nhiều anh chị đã từng nhận hàng của Cát Tường lên 2-3 lần, 3-4 lần luôn rồi. Ơi Bùi Thái ơi, tặng xài thử Cát Tường thì phải share livestream của Cát Tường sẽ có cơ hội được nhận quà xài thử nha. Tường có kem chống nắng luôn. Diễm Nguyễn ơi, mình để lại số điện thoại, nhân viên của Tường sẽ tư vấn là coi cái loại kem dưỡng chống nắng nào phù hợp với da của mình. Ok, Hữu mới biết cái Tường bán sản phẩm hả? Rồi theo dõi lên cái livestream của Cát Tường nha. Bên Tường có nhiều dòng sản phẩm lắm, làm trắng da nè, chống lão hóa nè, trị mụn nè, trị nám nữa, rồi giảm cân nữa. Sắp tới còn có những cái sản phẩm mới như là chống rụng tóc, hói đầu cho mình luôn. Rất là ok, theo dõi cái Facebook, cái livestream, cái fanpage MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường này nha. Quà hôm nay hả An Nhiên? Hôm nay là ok Nguyễn Dung không có gì. Hôm nay là một cái combo dưỡng chống lão hóa 2.490.000, tặng một combo dưỡng trắng da 1.120.000, một combo dưỡng trắng da 120.000, tặng một cây son Hàn Quốc 290.000. Còn các bạn nào vào mà share livestream thì sẽ được nhận là một túi quà, đó là một cái túi trong đó gồm có những cái tip kem dưỡng trắng da của Hàn Quốc đó. Hôm nay chương trình là như vậy. Ok Hải Trần, Hải Đặng Ken, để lại số điện thoại dùm cho Tường nha, để nhân viên của Tường tư vấn dùm cho mình. Hồ Điệp Đào ơi, cảm ơn. Tường muốn chia sẻ như thế này nè, bây giờ có rất là nhiều trang bán hàng. Mọi người đều là những khách hàng thông minh hết, đều có thể lựa chọn cái nơi nào mình cảm thấy là uy tín và đảm bảo chất lượng. Tiền nằm trong túi của mình, không ai ép mình mua cả. Cho nên là ở đây là thuận mua vừa bán, cái thứ nhất. Cái thứ hai là đúng cung và cầu. Quý vị khách, quan khách của mình đó là có cái nhu cầu, Tường có sản phẩm tốt, Tường muốn chia sẻ cho cả nhà mình luôn. Và Tường tư vấn rất là nhiệt tình, có đội ngũ nhân viên rất là chuyên nghiệp theo dõi cái quá trình sử dụng sản phẩm của bên Tường để mà có thể chăm sóc cho khách hàng mình một cách tốt nhất. Có những sản phẩm gì hàng tuần Tường đều like trực tiếp trên kênh fanpage này. Bà con có phản ứng gì, có cần gì, muốn trao đổi hoặc tư vấn điều gì có thể nói chuyện trực tiếp với các Tường luôn. Ở đây uy tín của mình không phải chỉ để bán hàng không, và còn là cái quá trình hoạt động nghệ thuật của mình nữa. Cho nên là mọi người hãy lựa chọn đúng cái nơi nào mình có thể đặt được cái niềm tin để mà lựa chọn để chăm sóc cái sắc đẹp của mình. Mọi người hiện giờ bán hàng nó rất là nhiều, nhiều nơi để chúng ta lựa chọn. Thì ăn thua là mình thôi, mình đâu ai ép mình được, mình không mua cũng không ai ép được mình. Ở đây không có ai lừa gạt mình cả, ở đây là tư vấn để cho mình cảm thấy phù hợp thì mình sẽ mua. Và khi mà mình đã mua tốt rồi thì mình hỗ trợ dùng các Tường là chia sẻ với nhiều người biết để họ có thể sử dụng cái sản phẩm của bên Tường nha. Hiện tại Tường không có sản phẩm đó nha Thị Mâm ơi. Không có gì, cảm ơn Phương Ngọc Nguyễn đã share livestream của Cát Tường nha. Bà con ơi, nếu như mọi người đang nghe Tường chia sẻ thì hãy đặt câu hỏi hoặc là comment, hoặc là có những cái vấn đề gì về da thì có thể đặt câu hỏi, Tường sẽ tư vấn cho mình nha. Em mới 26 tuổi nhưng da em gần như bị lão hóa, chị có thể chia sẻ bí quyết giúp em được không? Nếu mà thật sự em 26 tuổi mà đã có những dấu hiệu lão hóa là da mình là hơi bị kém rồi đó Uy Linh ơi. Thường là phải 30 trở lên, nhưng mà em 26 tuổi mà em đã bắt đầu có những cái dấu hiệu như vậy thì mình phải lập tức cung cấp nhiều cái độ ẩm và dưỡng chất cho làn da của mình. Thì hôm nay em có thể sử dụng cái bộ cái tinh chất Galactomacid và cái kem Benjamin Button của bên chị ha, để nó cung cấp và nó ngăn ngừa liền cái quá trình lão hóa của làn da của mình. Nó giúp cho da của mình nó sáng lên, nó săn chắc ha, và nó chống nó bị nhão xệ, và nó làm xóa mờ những cái vết nhăn, những cái vết nhăn trên đuôi mắt và những cái rãnh, những cái vết nhăn trên trán của mình, để mà mình có thể ngăn ngừa lại, mình kéo lại cái tuổi thanh xuân. Nó cung cấp cái collagen để nó tái tạo cái làn da của mình nha em nha. Và phải xài đều đặn dùm cho chị, xài đều đặn ít nhất một combo sẽ thấy làn da của mình cải thiện một cách rõ rệt nha. Dương Thúy ơi, Dương Thúy ơi, em muốn đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại và cái combo mình muốn mua. Mua combo chống lão hóa tặng cái combo dưỡng trắng da, mua combo dưỡng trắng da tặng một cây son của Hàn Quốc. Bên Tường là có nhiều dòng sản phẩm lắm nha Lan Khuê ơi, có dòng sản phẩm làm trắng da, có dòng sản phẩm điều trị mụn, có dòng sản phẩm là trị nám, và có dòng sản phẩm chống lão hóa nữa. Tất cả là điều hàng xách tay từ bên Hàn Quốc về em nha. Mọi người đặt hàng chỉ cần để lại số điện thoại thôi, nhân viên của Tường sẽ chốt đơn hàng của mình luôn ngay trong livestream này để được nhận những cái phần quà, những cái khuyến mãi ưu đãi của bên Cát Tường.
Hương Dinh da bị nám và tàn nhang. Hương Dinh phải cho Tường số điện thoại để Tường bên Tường gọi trực tiếp để biết là mình bao nhiêu tuổi nha. Và cái nám của mình là nám nhiều hay nám ít, cái tàn nhang mình nhiều hay ít nha chị Hương Dinh. Tại vì nếu mà cái kem dưỡng chống lão hóa thì nó sẽ làm săn chắc da và chống lão hóa, cung cấp cái độ ẩm collagen cho làn da của mình. Nhưng nếu trường hợp mình mà nám vừa, nám mới nám hoặc là nám vừa, nám do nắng thì mình có thể sử dụng cái này kết hợp với kem chống nắng. Tuy nhiên nếu như mình nám mà nám sâu quá hoặc là nám lâu năm rồi thì mình không có sử dụng bộ kem này, mình sẽ sử dụng bộ kem đặc trị nám của bên Cát Tường nha. Trúng qua rồi thì inbox địa chỉ với số điện thoại nha Hoàng Vân. Ok, xấu xí heo ơi, cho Tường số điện thoại để nhân viên Tường chốt đơn hàng nha. Một cái combo chống lão hóa Chile là 2.490.000, tặng ngay một combo làm trắng da là 1.120.000. Còn nếu mình mua combo trắng da 1.120.000 thì tặng một cái cây son Hàn Quốc là 290.000. Thúy Trần ơi, để lại Tường số điện thoại để chốt đơn hàng luôn nha. Nhớ ghi dùm Tường là combo chống lão hóa hay là combo làm trắng da luôn nha. Mọi người ơi, tiếp tục share livestream của các Tường về Facebook cá nhân nha. Tường vẫn còn 10 phần quà nhận 10 phần quà nữa tặng cho cả nhà trong chương trình livestream ngày hôm nay. Mỗi phần quà trị giá là 200.000 đồng, gồm có những cái tiếp kem dưỡng trắng da của Hàn Quốc cực kỳ hiệu quả nha. Share livestream của bên các Tường, và Tường nhắc lại, hàng bên Tường toàn bộ là hàng xách tay từ bên Hàn Quốc về. Đây không phải là bán hàng đa cấp, đây là hàng của tôi tự bán, không có cấp nào cấp cho tôi hết. Tôi tự liên hệ trực tiếp với tổng công ty ở bên Hàn Quốc. Tất cả những cái sản phẩm này là của hãng mỹ phẩm Bio-Om rất là nổi tiếng của Hàn Quốc. Nếu bà con có dịp sang bên Hàn Quốc ở những trung tâm thương mại lớn, ở đỉnh Nam Sang, ở khu Mai Âm Đông đều có bán những cái sản phẩm của bên Cát Tường nha. Tường là ký hợp đồng trực tiếp với công ty tổng ở bên Hàn Quốc và đem hàng về đây bán. Đây không phải là hàng đa cấp nha quý vị, đây là Tường bán trên trang fanpage MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường của mình. Và sắp tới Tường cũng sẽ tuyển đại lý trên cả nước và để mà cùng bán cái dòng sản phẩm này để gửi đến tay nhiều người tiêu dùng ngày càng nhiều. Ở đây không phải là bán hàng đa cấp, bây giờ cái kiểu kinh doanh bán hàng đa cấp là xưa rồi các bạn. Bán hàng đa cấp là 10 năm trước, 15 năm trước nha. Bây giờ thì không còn cái chuyện bán hàng đa cấp nữa đâu. Mấy bạn nào mà nói như vậy là cái thiển cận, tầm nhìn nó còn hạn hẹp, thì đừng có phát biểu để người ta biết mình là ít ngồi đáy giếng nha cả nhà. Từ nay về sau phong cách livestream của tôi là sẽ sắc bén và hung dữ hơn trước. Chị Linh Tuyền Bích Lê, có thuốc chống rụng tóc không chị? À, các bên các Tường đã có sản phẩm chống rụng tóc rồi. Tường chắc là hẹn cái livestream đợt tới. Bây giờ chị để lại số điện thoại bên Tường, nhân viên Tường sẽ tư vấn nha. Tại hôm nay là Tường đang tư vấn về kem dưỡng da, tư vấn cái kia nữa nó bị loãng á chị. Để lại số điện thoại dùm cho bên Tường nha. Chị Tường nhìn ngay cả, cảm ơn Kiều Thắm nha. Hello, tôi cô đơn. Rồi, bà con có những cái câu hỏi nào về da ngày hôm nay muốn tư vấn thì để lại cho các Tường. Và mọi người ơi, tiếp tục share livestream của các Tường về Facebook cá nhân để nhận quà nha. Còn 10 phần quà nữa sẽ dành cho các bạn trong ngay livestream ngày hôm nay. Tường nói lại một lần nữa về cách thức mình mua hàng. Mình chỉ cần để lại số điện thoại và cái combo mình muốn mua, nhân viên Tường sẽ chốt hàng. Khi chúng ta nhận hàng thì kiểm tra hàng của bên Tường là hàng đúng nguyên nguồn gốc xuất xứ, có tem, có mác, có nhãn đàng hoàng, hàng từ xách tay từ bên Hàn Quốc về nha. Nếu mình thấy có dấu hiệu gì khả nghi, gọi điện thoại vào số hotline của Minh Cát Tường 0985382424. Mọi người có thể inbox vào trang fanpage MC diễn viên Nguyễn Trí Cát Tường, Tường sẽ trực tiếp trả lời cho cả nhà mình luôn. Hoặc hàng tuần theo dõi trên cái trang fanpage này, Tường luôn luôn livestream trực tiếp để chia sẻ thông tin với cả nhà mình, để lắng nghe những cái nguyện vọng của khách hàng để có những cái sản phẩm tốt nhất cung cấp cho mình luôn. Cảm ơn Nguyễn Lê, không có gì đâu, thì chăm sóc da cách điều đặn ha thì mình sẽ có làn da đẹp và chống lão hóa cho làn da của mình thôi. Ship ra Hà Nội tầm từ 4 đến 5 ngày nghe Mỹ Duyên ơi. Dạ chị Thúy Trần ơi, để lại số điện thoại cho bên em nha. Bên Tường sẽ tư vấn cho anh, sẽ liên lạc điện thoại trực tiếp tư vấn cho mình luôn về giá cả và về những cái sản phẩm nào luôn, để xem là mình phù hợp với sản phẩm nào thì sẽ chia sẻ cho mình dễ hơn nha chị Thúy Trần. Rồi, cảm ơn Tường thấy số điện thoại của chị Linh Tuyền Bích Lê rồi nha. Hôm nay mình mới nhìn trực tiếp chị Cát Tường, rất là xinh. Cảm ơn Minh Diện Lương. Đặt hàng bằng cách nào Đoàn Thị Vân ơi? Em chỉ cần để là số điện thoại thôi nha. Để là số điện thoại và nói cái combo mình muốn mua ngày hôm nay. Vì ngày hôm nay Tường giới thiệu tới hai combo. Một cái combo dưỡng da chống lão hóa 2.490.000, thì Tường sẽ tặng ngay một cái combo làm trắng da 1.120.000, gồm có một cái trắng da mặt, một cái trắng da toàn thân. Thì nếu mình muốn mua combo này thì mình ghi là để là số điện thoại và ghi là combo chống lão hóa thì mình được tặng ngay cái này luôn. Còn nếu như mình mua combo làm trắng da thì mình ghi là số điện thoại và combo trắng da thì mình được tặng ngay một cái son Hàn Quốc trị giá là 290.000.
Ok, người lạ ơi, à, để lại số điện thoại nhân viên chị tư vấn nha. Cái kem dưỡng trắng da body của mình á, là giá là 630 ngàn. À, một ngày mình sử dụng 2 lần. À, cái kem dưỡng trắng da này thẩm thấu rất nhanh trên làn da của mình ha. Nó không bị bết dính trên làn da của mình. À, kem làm trắng da một cách thực sự, nâng tông của làn da của mình sau một thời gian sử dụng. Không phải là trắng ảo, và sau khi mình ngưng sử dụng sản phẩm thì da của mình nó không bị hồi trở lại. Bộ sản phẩm làm trắng da này thích hợp với những người đang có sở hữu cái làn da ngăm đen, muốn cải thiện làn da của mình một cách tự nhiên và hoàn toàn không có gây hại cho cái làn da của mình, không như những cái sản phẩm trôi nổi trên thị trường, không như những cái sản phẩm kem trộn nó rất là nguy hiểm cho làn da ha, không gây bết dính trên bề mặt da, không để nó không bám vào những cái lỗ chân lông, làm bít tắc cái lỗ chân lông, làm nguy hiểm cái làn da của mình. Và kem dưỡng trắng da body này là 630 ngàn, kem dưỡng trắng da mặt là 490 ngàn, và combo này là 1.120.000 ngàn. Mình mua combo này mình được tặng ngay một cây son dưỡng, một cây son môi trị giá là 290 ngàn của Hàn Quốc. Có nha chị Lục Thị Quế ơi, để là số điện thoại nha, để là số điện thoại nhân viên Tường tư vấn cho. Bên Tường có kem cho chống lão hóa là nó chống nếp nhăn rồi đuôi mắt luôn á chị, để là số điện thoại cho Tường luôn nha. À, chào Dung Dung. À, cái gì Cúc Lê ơi, tại vì biết sao không, Tường trả lời người này thì cái comment người kia nó lướt qua, nhiều khi Tường đọc không có kịp á, trả lời không kịp, cả nhà mình thông cảm nha. À, dạo này mắt cũng hơi yếu nữa. À, nói chung là cũng dưỡng mọi thứ rất là nhiều nhưng mà cũng không thể nào chống lại với thời gian. À, tại đi làm quá không có thời gian, với là Tường mê coi phim bộ lắm, Tường toàn ôm cái điện thoại coi phim không à nha, coi trong bóng đêm để ngủ bị mẹ la hoài à, cho nên giờ càng ngày mắt càng yếu nhưng mà cũng không thể nào bỏ được cái tập coi phim. À, mới vừa đặt mua cái giá để mà xem phim buổi tối để xa xa chút xíu, thì thường thường ôm cái điện thoại coi vậy nè, một đêm có thể coi phim tới 2-3 giờ sáng luôn á, mà da mặt vẫn đẹp, và xài kem nhiều á nha, xài kem chống lão hóa rồi đắp mặt nạ. Đó, đó mọi người khó lắm, muốn đẹp phải công phu. Ok, cảm ơn Nguyệt Ánh ủng hộ bên Tường nha. Kem trắng da bao nhiêu tiền? Kem trắng da mặt của Tường là 490, kem dưỡng trắng da body là 5 à, là 630. Cái bộ dưỡng trắng da này là 1.120.000 ngàn nha. Nếu mình muốn mua hàng để là số điện thoại và ghi combo trắng da dùm cho bên Tường, được tặng ngay một cái cây son 290.000 ngàn của Hàn Quốc nha. Cảm ơn Lily Phương. Bà con ơi, tiếp tục share livestream còn 10 phần quà nữa, bà con muốn nhận không nè? Share livestream của Cát Tường về Facebook cá nhân, share vào nhiều nhóm bạn để nhận quà. 5 phút nữa thôi, Tường sẽ đọc tên 10 bạn nữa nhận quà của Cát Tường ngày hôm nay nha. 10 phần quà nữa chờ đón các bạn nha, 10 phần quà 2 triệu đồng. Ôi 1.000 lần Tường mà livestream vậy Tường tặng quà là lên tới 6-7 triệu đồng luôn đó. Mà tại vì biết sao không, Tường không có bao giờ sợ lỗ hết, tại vì kinh doanh bước đầu lời ít một chút cũng được, quan trọng là Tường muốn giới thiệu tất cả những cái sản phẩm của Tường đến tay người tiêu dùng để cho họ truyền nhau một thời gian, khi mình có uy tín rồi, nhiều người biết đến rồi, lúc đó mình chẳng cần phải ngồi quảng cáo, người ta cũng tự tìm đến mình mua thôi. Bởi vì cái nhu cầu làm đẹp không bao giờ mà nó ngừng lại hết á, phụ nữ nào cũng muốn làm đẹp, đẹp rồi là muốn đẹp hơn nữa. Cái gì Tường đọc chưa kịp, mua cho vợ em dùng xong có đẹp được như chị Cát Tường không, nếu được bao nhiêu cũng mua, đẹp hơn luôn, vợ em trẻ hơn chị chắc chắn sẽ đẹp hơn chị luôn. Mua cái bộ kem dưỡng trắng da cho vợ xài đi nha, để là số điện thoại cho chị nha. Dạ có Lục Thị Quế ơi, có kem trị nám luôn, chị để là số điện thoại bên nhân viên em tư vấn cho chị nha. Hàng chị Tường xài tốt lắm. Ok, cảm ơn Hồng Nhi Cao. Rồi, tiếp tục share livestream của các Tường ủng hộ nha. Và con ơi, đúng rồi, Tường mới đi quay chương trình bạn muốn hẹn hò về. Mọi người đặt hàng thì để là số điện thoại và combo mình muốn mua. Nhân viên của các Tường chốt cái đơn hàng mình ngay trong ngày hôm nay để nhận được những ưu đãi của bên các Tường nha. Còn bây giờ còn 10 phần quà của tôi nữa, ai muốn nhận quà thì để lại số điện thoại, để thì chụp màn hình. À, share livestream của Cát Tường về Facebook cá nhân nha, chụp màn hình inbox rồi gửi về cho trang fanpage của Cát Tường để nhận quà. Những phần quà là những tiết kem dưỡng trắng da làm hồng da một cách tự nhiên, hàng xách tay từ bên Hàn Quốc về rất là hiệu quả. Còn 10 phần quà trị giá 2 triệu đồng nữa đang chờ đón chúng ta. Tiếp tục share livestream về Facebook cá nhân và share vào nhiều nhóm bạn để nhận quà nha. 5 phút nữa thôi, 5 phút nữa tôi Tường sẽ chốt lại 10 bạn nữa nhận quà của Cát Tường ngày hôm nay. Rồi còn ai muốn có câu hỏi gì về hai cái bộ sản phẩm ngày hôm nay Tường giới thiệu là kem chống lão hóa và kem dưỡng trắng da nữa không ạ? À? Cảm ơn em. Cảm ơn Mai Lê.
Tường nói lại ha, Tường nói lại về cái bộ sản phẩm này một lần nữa để mọi người có thể yên tâm và đặt hàng. Cái combo đầu tiên là combo chống lão hóa. Đây là cái Galactomacid, đây là một cái serum, nó cung cấp cái độ ẩm, cung cấp cái vitamin cho làn da, làm trắng hồng cái làn da của mình lên. Và quan trọng nó là cái chất dẫn để cho cái kem dưỡng thẩm thấu nhanh hơn vào trong da mặt của mình để đạt cái hiệu quả cao nhất. Vì vậy cái Galactomacid này nó phải kết hợp chung với một cái kem dưỡng gọi là Benzamin Button. Sau khi mình sử dụng cái serum này xong và thẩm thấu vào làn da của mình rồi thì mình sẽ tiếp tục xài lên trên nó một lớp kem dưỡng trắng da, kem dưỡng chống lão hóa làn da Benzamin Button. Công dụng của nó là làm xóa mờ những cái vết nám, vết sạm nâu trên làn da của mình, nó làm săn chắc làn da của mình ha, nó không có bị da mình nó không bị nhão, không bị trùng, xóa mờ những cái vết nhăn nơi đuôi mắt, những cái rãnh râu rồng, những cái vết nhăn lên trán, nó cải thiện làn da, nó cung cấp cái collagen để nó tái tạo lại cái làn da của mình. Làn da phụ nữ từ 30 tuổi trở lên là cái da của mình nó đã kém phát triển rồi, nó không có tự mà tái tạo cái collagen, những cái chất dinh dưỡng nó cung cấp cho làn da của mình. Mình phải kết hợp cung cấp cái dưỡng chất cho nó. Khi mà mình mà 30 tuổi đổ lên là cơ thể mình hoàn toàn tất cả mọi thứ nó đều giảm hết, cái điều yếu đi, nó không khỏe, không tự nhiên như ngày xưa nữa, cho nên mình phải lưu ý và cung cấp cái dưỡng chất cho nó kịp thời. Thì cái bộ dưỡng chất mà chống lão hóa này trị giá là 2.490.000, và mua ngay trong cái livestream này thì mình sẽ được tặng liền, tặng ngay không có tốn. Đó là một cái bộ sản phẩm làm trắng da, gồm có một kem dưỡng trắng da mặt 2-in-1 White Mask, 2-in-1 White Face Perfection và 2-in-1 White Body Perfection. Đây là kem dưỡng trắng da toàn thân. Cái bộ sản phẩm này trị giá là 1.120.000, mình được tặng hoàn toàn miễn phí khi mình để là số điện thoại đặt hàng combo chống lão hóa ngay trong ngày hôm nay ha. Chỉ cần để là số điện thoại và ghi là combo chống lão hóa, mình mua combo 2.490.000 tặng ngay một cái combo trắng da 1.120.000. Ok, cảm ơn Phạm Thái Mỹ, Tường thấy số điện thoại rồi nha. Còn nếu ai mua một cái combo trắng da 1.120.000 được tặng ngay một cái son Hàn Quốc trị giá là 290.000, rất là thuận lợi. Cái bộ sản phẩm này chúng ta có thể kết hợp mua để tặng, để làm quà rất là tốt. Các bạn nam cũng có thể mua tặng cho vợ của mình, tặng mẹ của mình, tặng người yêu của mình ha. Các chị em phụ nữ thì mình có thể mua sử dụng cho mình xài, tặng ba mẹ để báo hiếu luôn. Những cái sản phẩm này của bên Cát Tường, sản bộ sản phẩm nào, dòng sản phẩm nào cũng tốt hết. Chị Mai Lê ơi, Tường mới vừa chia sẻ đó, cái combo dưỡng chống lão hóa là 2.490.000 ha, còn combo làm trắng da là 1.120.000. Phi ship nha Phạm Thái Mỹ, mình phi ship yên tâm ha. Dạ em cảm ơn anh, em thấy anh rồi Quốc Thái Lai ơi. Lần nào cô like con cũng xem nè. Rồi mọi người ơi, bây giờ là chuẩn bị tới giờ nhận quà rồi ha. Bà con tiếp nhanh tay, những bạn nào nãy giờ chưa kịp share thì nhanh tay share livestream một cái tường về Facebook cá nhân nha. Share vào nhiều nhóm bạn để nhận quà. 10 phần quà đang chờ đón chúng ta đó, mỗi phần quà trị giá là 200.000. Đây là những cái túi quà rất dễ thương, trong đó bao gồm những cái tiếp kem dưỡng trắng da làm hồng làn da mình một cách tự nhiên từ Hàn Quốc. Tường nhắc lại, tất cả sản phẩm trên trang fanpage của các tường là đều là dòng sản phẩm Tường xách tay từ bên Hàn Quốc về, Tường trực tiếp xách tay từ Hàn Quốc về nha bà con. Nên mọi người yên tâm, biết rõ nguồn gốc xuất xứ. Những hàng của Cát Tường là những cái hãng mỹ phẩm rất là nổi tiếng của bên Hàn Quốc. Hãng mỹ phẩm Bio-Op, hãng mỹ phẩm Skin 1004, đây là những hãng mỹ phẩm mà Tường đang kết nối làm ăn với họ, bảo đảm cực kỳ là tốt, chứ không có hề có những cái độc hại. Hàng của bên Cát Tường là có cái nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, có chứng nhận của FDA là Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Hoa Kỳ. Mọi người yên tâm nha, cộng thêm cái uy tín và cái đảm bảo 20 năm trong nghề của Cát Tường nữa, mọi người có thể yên tâm khi mua hàng bên Tường để sử dụng. Sắp tới ngày sinh nhật của Cát Tường là Tường sẽ có một cái buổi event để cảm ơn những khách hàng đã ủng hộ sản phẩm của Tường, và Tường cũng qua đó để muốn mở đại lý đến khắp cả nơi trên cả nước, và Tường cũng sẽ mời những cái đối tác của Tường bên Hàn Quốc về luôn. Nếu mà những người nào không đến tham dự được cái ngày sinh nhật đó của Cát Tường thì Tường cũng sẽ live stream lên cho bà con xem để mọi người thấy cái sự làm ăn quy mô và uy tín của Cát Tường và kết nối những cái đối tác bên Hàn Quốc như thế nào. Hoàn toàn đây không phải là bán hàng đa cấp, không phải là hàng trôi nổi trên thị trường không rõ nguồn gốc xuất xứ, nên mọi người yên tâm nha. Shop chị Tường rất là đông khách, chính vì vậy nhiều khi mọi người điện thoại lại số hotline á mà đòi gặp trực tiếp các Tường thì xin lỗi cũng hơi khó nha, tại vì cái số hotline Tường gọi liên tục Tường không có trực được đâu, Tường chỉ có thể là trả lời trực tiếp mình trên livestream thôi. Mọi người muốn nói chuyện trực tiếp với Tường thì theo dõi cái livestream của các Tường giùm, tuần nào Tường cũng livestream đều đặn hết, vì một ngày là bao nhiêu khách gọi vào mà Tường còn phải đi đóng phim, đi quay bạn muốn hẹn hò, đi quay biệt đội 6 nữa, những cái chương trình khác, cho nên là Tường không thể nào mà trực điện thoại suốt được. Mọi người thông cảm là gặp nhân viên của Tường, nhưng mà yên tâm, nhân viên của Tường luôn luôn được Tường training liên tục và sẽ chắc chắn là làm quý khách hài lòng và đáp ứng được
tư vấn được rõ từng cái làn da, từng cái nhu cầu của mình luôn, mọi người yên tâm nha. Còn khi mà cũng có nhiều khách hàng hỏi Tường là khi mà cái số hotline này mà tại sao thấy khi mà bên nhân viên Tường gọi lại để chốt đơn hàng thì không phải gọi bằng cái số này. À, thưa cả nhà, cái số này để dành để nhận điện thoại vô thôi. Tại vì cái số hotline hoạt động liên tục để khách gọi vô để hỏi mua hàng, để được tư vấn hay để mà tham khảo cái gì đó thì họ gọi vào số này. Còn khi mà nhân viên Tường gọi đi cho cả nhà thì nhiều số, tại vì một ngày gọi cả ngàn khách thì để tư vấn mà. Thì cho nên là nếu như quý khách xài mạng mobile thì Tường sẽ gọi bằng điện thoại mobile. Gọi Vina thì Tường sẽ có mạng Vina, Viettel Tường sẽ có mạng Viettel, là Tường sẽ chuẩn bị hết những cái số, những cái điện thoại của các hãng luôn để nhân viên Tường gọi cho cả nhà mình để tư vấn cho thoải mái 10 phút không có tốn tiền. À, nói chung là bà mẹ không chồng cũng phải tính cái bài toán kinh tế một chút xíu. À, cho nên là mọi người cứ yên tâm, đúng hàng của bên các Tường, mẫu mã mọi người nhận, mọi người kiểm tra city commodities ra mẫu mã đàng hoàng đẹp như thế này thì mọi người yên tâm là hàng chính hãng của bên Tường rồi. Còn không yên tâm nữa cứ gọi vào số hotline để mình xác nhận cho mình yên tâm bà con nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Rồi bây giờ là Tường sẽ đọc tên 10 bạn nữa nhận quà của các Tường ngày hôm nay, và Tường nhắc lại bà con ơi, ai muốn đặt hàng để lại số điện thoại cho Tường và cái combo mình muốn mua để Tường chốt đơn hàng của mình ngày hôm nay luôn nha. À, để mà nhận được những cái khuyến mãi, những cái chương trình đặc biệt của bên các Tường ha. Đây, bây giờ Tường sẽ đọc tên 10 bạn nữa nhận quà của Tường. À, xem hoài mà không có là gì, xe hoài mà không có nhận quà buồn ghê. Tại Tường nói thiệt là Tường đâu có chọn đâu, này là cái bạn chọn lựa thì ai xe nhiều thì nhận nhiều. Tường đang chia sẻ nhân viên của Tường lựa mà. À, nhiều người không biết hơn sao, hay là ta xe nhiều thiệt mà người ta trúng quá trời luôn á, một người trúng mấy lần luôn á. À, Linh Linh nha, người thứ nhất là Linh Linh. Tường chỉ đọc Tường chứ đâu, Tường đâu có lựa đâu, Tường đâu có chọn. Nếu mà Tường lựa không có rồi nói là Tường thiên vị lựa fan của mình. Tường chỉ đọc chọn ngẫu nhiên những người nào mà share nhiều nhất thôi. Người thứ nhì là Vi Dung, Vi Dung. Người thứ ba là Thúy Cần, Thúy Cần. Người thứ tư là Như Ý, Như Ý. Người thứ năm là Đào Lê, Đào Lê. Người thứ sáu là Phạm Chi, Phạm Chi. Người thứ bảy là Quỳnh Seri, Quỳnh Seri. Người thứ tám là Mai Thu, Mai Thu. Người thứ chín là Thùy Lê, Thùy Lê. Và người thứ 10 là Nguyễn Ánh. Trời, anh hồ pha rồi đẹp trai dữ. Nguyễn Ánh mọi người thấy không? Chị share livestream cả Tường và Facebook cá nhân, bật chế độ công khai để cho mọi người thấy là Tường đang livestream. Như vậy là cơ hội nhận quà của mình rất là cao luôn. Hàng này toàn bộ là hàng Tường xách tay từ bên Hàn Quốc về nha. Ok, Hương Dinh, nhân viên của Tường sẽ tư vấn cho mình liền ha. 42 tuổi là cũng bằng các Tường rồi đó. Nếu mà da mình có tàn nhang, có những dấu hiệu về nám mình sẽ xử lý ngay. Chứ nếu không là càng ngày nó sẽ nhiều hơn á. Mình phải bảo vệ làn da của mình liền ngay từ bây giờ ha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều, luôn luôn ủng hộ những sản phẩm của bên các Tường. Tường nhắc lại là từ nay về sau Tường sẽ luôn luôn livestream đều đặn trên cái trang này để mà mọi người cảm thấy là yên tâm khi mà mua hàng. Thì bà con có thể đặt nhà sẵn những cái câu hỏi hoặc là mình muốn có thắc mắc gì á thì mình cứ theo dõi những livestream của các Tường để mình chia sẻ trực tiếp. Tường sẽ tư vấn cho bên mình luôn, yên tâm khi mà mình mua hàng. Những quý khách nào mà mình chưa có nhu cầu mình cũng có thể theo dõi rồi mình share livestream giúp cho các Tường để nhận những cái phần quà Tường xài thử. Biết đâu sau khi mình xài thử một thời gian mình thấy thích rồi sau đó mình sẽ mua ủng hộ bên các Tường thì sao. À, cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn. Thảo Nguyên ơi, để lại số điện thoại nhân viên Tường tư vấn phấn nha. Cái gì cho sản phẩm mà để dưỡng ẩm thì bên Tường nhiều lắm, tùy theo cái làn da của mình Tường sẽ tư vấn cho bạn cái loại kem dưỡng phù hợp nhất với làn da của mình nha Thảo Nguyên. Với lại là mình cũng nên đắp mặt nạ thêm á, đắp mặt nạ cũng là cung cấp độ ẩm nhiều cho làn da của mình. Chị em phụ nữ chúng ta cũng lưu ý ha, cũng uống nhiều nước ha, tại vì cái cơ thể của mình là cần nước, mình uống nhiều nước thì cái làn da của mình nó cũng sẽ mướt hơn, cũng hạn chế thức khuya, đừng bắt chước Cát Tường coi phim khuya quá ha, phải 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 ngủ sớm, như vậy làn da của mình nó mới sáng, mới rạng rỡ được. Angela Thơ ơi, em để số điện thoại nha, nhân viên của Tường tư vấn nha. Nếu mà lỗ chân lông to mình bắt buộc phải xài cái nước hoa hồng và những cái serum để săn chắc cái làn da của mình lại, để xem thích cái lỗ chân lông nha. Combo Phan Tuyền, combo là bao nhiêu, sử dụng gồm những gì? Hôm nay Tường có hai cái combo nha Phan Tuyền. Combo chống lão hóa là 2.490.000, mình mua combo chống lão hóa thì mình được tặng ngay một cái combo dưỡng trắng da là 1.120.000. Còn nếu mình mua combo dưỡng trắng da 1.120.000 mình sẽ được tặng một cái cây son dưỡng trắng, một cây son môi 290.000 của Hàn Quốc. Trời ơi, ai nói tôi là đại gia vậy? Không có đại gia đâu ha. Tường làm gì mà đại gia, phải bán hàng chứ, bán hàng để nuôi con đi du học ở Úc nha.
bán hàng là một cái niềm vinh hạnh và tự hào của tôi và cả dòng họ nhà tôi, không có gì xấu hổ hết nha. Tôi không phải đại gia, hy vọng là sau này tôi sẽ lấy được chồng đại gia để tôi nuôi đại gia. À, bộ kem dưỡng trắng da 2 trong 1 là 1.120.000 nha Phở Thị Phượng. Em muốn mua để lại số điện thoại cho bên Cát Tường nha. Rồi nhân viên Tường sẽ tư vấn được tặng luôn cho mình một cây son Hàn Quốc 290.000. Rồi như vậy là ngày hôm nay Tường chốt lại 2 combo của mình một lần nữa. Quý khách nào mà mua hàng mà muốn vào sau á, mà mình xem lại livestream, muốn mua hàng thì cũng có thể để lại số điện thoại nhân viên của Tường chốt trong cái đơn hàng luôn, thì mình vẫn nhận được cái khuyến mãi được tặng quà ngày hôm nay ha. Combo chống lão hóa gồm một cái Benzamin Mouton là cái kem dưỡng trắng da, một cái serum Galactomycin để cung cấp cái độ ẩm và collagen tái tạo cái làn da của mình. Combo này trị giá là 2.490.000, sẽ được tặng ngay một cái combo làm trắng da bao gồm một cái kem dưỡng trắng da mặt là 490.000, một kem dưỡng trắng da body là 630.000. Combo này trị giá là 1.120.000. Mua một combo 2.490.000 tặng một combo 1.120.000. Còn một combo thứ hai đó là khi chúng ta mua một cái bộ kem dưỡng trắng da 1.120.000 được tặng ngay một cái son Hàn Quốc trị giá là 290.000. Ha, bà con ơi có thể để lại số điện thoại liền và combo mình muốn mua, nhân viên của Tường sẽ chốt hàng ngay trong livestream này, vẫn nhận được cái chương trình khuyến mãi đặc biệt bên Cát Tường nha. Đúng rồi, bộ kem dưỡng trắng da 2 trong 1 là 1.120.000 nha Võ Thị Phượng, được tặng một cây son Hàn Quốc 290.000. Tôi cảm ơn cả nhà rất là nhiều là luôn luôn ủng hộ những cái sản phẩm của bên Tường nha. Mình hãy theo dõi trang fanpage của Cát Tường để biết cái lịch livestream của Cát Tường để vào xem, ủng hộ, share livestream và nhận quà. Cảm ơn cả nhà rất nhiều và hẹn lại xong cái livestream sau nha. Không biết là nếu mà mọi người muốn cái livestream sau mà Tường tư vấn về cái gì á, cũng có thể vào trang fanpage của Cát Tường tương tác, mình để lại comment là muốn được tư vấn cái gì, hoặc là thích nghe Cát Tường livestream về dòng sản phẩm nào thì đợt tới Tường sẽ chia sẻ với mình về dòng sản phẩm đó. Mình phải có giữ cái tương tác với nhau để mình cùng giữ kết nối, để mình cùng nhau làm đẹp nha bà con. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc quý vị một buổi tối thật vui vẻ. Tạm biệt.